Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021. Huyện Đà Bắc thực hiện hiệu quả chính sách bảo hiểm y tế cho người dân. Số ca tử vong do dịch COVID-19 tại Brazil vượt mốc 500.000 người. Sau đây là nội dung chi tiết. Cùng với việc tiếp tục truy vết, khoanh vùng dập dịch, tránh nguy cơ dịch bệnh bùng phát, tỉnh Hòa Bình đã đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19, đặc biệt trong đợt cấp vaccine lần thứ 3 tính từ ngày 8 tháng 6 đến 16 giờ ngày 19 tháng 6 năm 2021, tỉnh Hòa Bình đã tiêm cho 20.117 lượt người, vượt chỉ tiêu so với kế hoạch đề ra. Như vậy thì tính cả 3 đợt tiêm, toàn tỉnh đã có hơn 28.000 liều vaccine được tiêm cho các đối tượng. Tính đến thời điểm này, chưa có trường hợp nào phản ứng nặng tử vong. Với phương châm tiêm đến đâu, an toàn đến đó, tại các điểm tiêm được chuẩn bị chu đáo đầy đủ các trang thiết bị vật tư y tế. Bên cạnh đó còn có khu vực dành riêng cho người chờ làm thủ tục và theo dõi sau tiêm. Công tác đảm bảo an toàn tiêm chủng được đặt lên hàng đầu theo các quy định của Bộ Y tế, từ việc tiếp đón, ghi nhận thông tin, tư vấn, khám sàng lọc, thực hiện tiêm chủng, theo dõi phản ứng sau tiêm. Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, việc tiêm vaccine là giải pháp quan trọng để phòng chống dịch và hướng tới mục tiêu đẩy lùi dịch bệnh, miễn dịch cộng đồng. Toàn tỉnh hiện có 8 nhà máy sản xuất nước sạch do Công ty Cổ phần Nước sạch Hòa Bình đầu tư xây dựng và quản lý. Trong năm 2020, công ty đã thực hiện nâng cấp, cải tạo, sửa chữa các nhà máy sản xuất nước sạch, các tuyến ống hư hỏng xuống cấp với tổng số tiền là gần 92 tỷ đồng. Riêng hai trạm cấp nước bờ phải và bờ trái sông Đà của thành phố Hòa Bình đã nâng cấp công suất thiết kế và đầu tư thêm hai dây chuyền sản xuất nước sạch từ 12.000 lên 18.000 mét khối một ngày đêm với số tiền gần 30 tỷ đồng. Do vậy, tổng công suất nguồn cấp nước hiện nay bảo đảm đáp ứng nhu cầu sử dụng nước cho người dân và dự trữ cho phát triển sản xuất. Bên cạnh đó, công ty cũng mở rộng phạm vi cấp nước cho khu vực nông thôn nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân. Đến nay, trên địa bàn huyện Tân Lạc có 542 trên 1.046 km đường giao thông được nhựa hóa cứng hóa, chiếm 51,8%, còn 504 km là đường cấp phối và đường đất. Thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2011-2020, huyện đã huy động trên 2.100 tỷ đồng để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn. Trong đó, phát triển giao thông nông thôn được xác định là khâu đột phá và cấp thiết. Phần đầu đến năm 2025, huyện Tân Lạc có 70% mặt đường nhựa bê tông xi măng, 30% đường huyện đạt tối thiểu cấp 5 trở lên. Vì vậy, trong thời gian tới, huyện tập trung phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, lồng ghép đầu tư nâng cấp, cải tạo các tuyến đường trục xã, thôn, xóm, đường nội đồng và ưu tiên 7 xã phấn đấu về đích nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, mở rộng nâng cấp các tuyến đường giao thông kết nối các vùng canh tác sản xuất, các địa phương lân cận, liên xã, liên huyện, đồng bộ mạng lưới giao thông, tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Thưa quý vị và các bạn, kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2021 của tỉnh Hòa Bình là 4.086 tỷ đồng, trong đó vốn giao chi tiết trong kế hoạch đầu tư công là 3.079 tỷ đồng. Theo đánh giá, 6 tháng đầu năm, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh chậm so với kế hoạch và có nhiều nguyên nhân dẫn tới tình trạng này. Do vậy, tỉnh Hòa Bình cần tăng cường các giải pháp giải quyết những khó khăn vướng mắc, phấn đấu hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 trong 6 tháng cuối năm. Phản ánh của phóng viên thời sự. Đến nay, dự án đường 435 cơ bản đã hoàn thành. Tại các khu vực đã có mặt bằng được bàn giao cho nhà thầu thi công theo kế hoạch. Tuy nhiên, vẫn còn một số đoạn tại khu vực thành phố Hòa Bình còn đang gặp vướng mắc do còn 4 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng thi công. Có hộ không đồng ý với mức giá bồi thường và bàn giao mặt bằng để hoàn thiện các hạng mục còn lại như phần cầu và rãnh thoát nước trên tuyến, gây ảnh hưởng tới tiến độ thi công công trình. Đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn tới việc giải ngân vốn đầu tư công của dự án chậm so với kế hoạch. Đường 435 thì hiện nay chỉ còn có 4 hộ gia đình là còn vướng mắc về đề xuất kiến nghị đối với phần đất ở. Tuy nhiên là việc giải quyết của Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đã cơ bản thực hiện theo đúng quy định. Tuy nhiên các hộ gia đình cá nhân cũng còn có các cái đề xuất và chưa giao mặt bằng. Tiến tới nếu trường hợp mà đã làm đầy đủ các cái
chế độ chính sách về bồi thường hỗ trợ cho các hộ gia đình cá nhân. Nếu như còn cố tình không phù hợp thì sẽ tiến hành các biện pháp hành chính theo quy định. Tính đến ngày 15 tháng 5 năm nay, tỉnh Hòa Bình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công được 641,4 tỷ đồng, đạt 20,8% kế hoạch vốn đã giao chi tiết đến từng dự án. Trong đó, vốn đầu tư trong cân đối ngân sách tỉnh đã giải ngân 566,7 tỷ đồng, đạt 29% kế hoạch. Vẫn còn 1.007 tỷ đồng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 chưa phân giao chi tiết. Điều này cũng ảnh hưởng không nhỏ đến việc hoàn thành giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 và kết quả giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh. Bên cạnh đó, số lượng công việc phải thực hiện lớn, trong đó có nhiều công việc mới, phức tạp, nên công tác điều hành và tổ chức thực hiện của các cấp ngành đôi khi chưa đáp ứng được yêu cầu. Hiện nay trên địa bàn của thành phố Hòa Bình thì cũng có rất nhiều các cái dự án đầu tư công của tỉnh cũng như là của thành phố đang tổ chức triển khai thực hiện. Các cái khó khăn chủ yếu ở đây là do một số hộ gia đình cá nhân có đòi hỏi cái giá đất nông nghiệp cao so với quy định của tỉnh, của chính phủ. Công tác điều chỉnh biến động đất đai ở trên địa bàn thì cũng hiện nay cũng còn làm được chưa được đầy đủ, gặp tương đối nhiều khó khăn. Ngoài ra, về cơ chế chính sách của chúng ta để thực hiện bồi thường hỗ trợ cũng chưa theo kịp được với thực tế. Trước những khó khăn gây ảnh hưởng tới tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tỉnh Hòa Bình chỉ đạo tập trung thực hiện các giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng cường quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng từ nguồn vốn đầu tư công, chỉ đạo các cơ quan đơn vị được giao làm chủ đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, tăng cường kiểm tra đôn đốc, giám sát chặt chẽ tiến độ thực hiện dự án, bảo đảm chất lượng công trình. Quy định rõ vai trò chức năng của từng cơ quan, từng đơn vị, trách nhiệm trong quá trình từng khâu, vướng như nào là xử lý như đó. Các cái công trình mà bổ sung vốn để trả nợ những năm trước thì được triển khai thực hiện nghiệm thu các cái khối lượng công trình để triển khai để giải ngân. Cái thứ hai là những công trình khởi công mới năm 2021 là đẩy nhanh các cái thủ tục để làm sao đảm bảo tiến độ để khởi công rất nhanh. Ủy ban dân tỉnh chỉ đạo các sở ngành, các địa phương tăng cường kiểm tra đôn đốc các chủ đầu tư, nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, đặc biệt là các dự án trọng điểm như cầu Hòa Bình 2, đường tỉnh 438B, đường tỉnh 433, 435, dự án Hồ Cánh Tặng. Bên cạnh đó, rà soát thu hồi các dự án chậm tiến độ để thu hút các nhà đầu tư có tiềm năng vào tỉnh. Chỉ đạo đôn đốc các chủ đầu tư, các ban quản lý dự án cần tập trung hoàn thiện công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng và triển khai thi công, kiên quyết xử lý trách nhiệm đối với các dự án chậm giải ngân. Nếu đến quý 3 năm 2021 giải ngân dưới 70%, thực hiện điều chuyển do dự án có khối lượng mà còn thiếu vốn, phấn đấu hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2021. Thưa quý vị và các bạn, bảo hiểm y tế là một trong những chính sách an sinh xã hội thể hiện tính ưu việt của Đảng và Nhà nước ta. Với việc triển khai khá hiệu quả thời gian qua tới hộ nghèo, cận nghèo, hộ dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng đặc biệt khó khăn, người dân đã có điều kiện chữa bệnh mỗi khi ốm đau, giảm bớt gánh nặng kinh tế gia đình. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự tại huyện vùng cao Đà Bắc, một trong những địa phương khó khăn nhất trên địa bàn tỉnh. Sinh sống trong vùng được hỗ trợ cấp thẻ bảo hiểm y tế từ ngân sách nhà nước cho người dân tộc vùng đặc biệt khó khăn, bà Đặng Thị Dân ở xóm Cha, xã Toàn Sơn, huyện Đà Bắc cùng nhiều hộ dân trong xã không phải lo lắng khi ốm đau phải đến bệnh viện. Cũng nhờ có chiếc thẻ bảo hiểm y tế này mà mỗi lần đến bệnh viện, ngoài việc được quỹ bảo hiểm y tế chi trả hoàn toàn, đỡ cho gia đình một gánh nặng không nhỏ, bà Dân còn được hỗ trợ chi phí ăn uống và đi lại. Có bảo hiểm của y tế rồi đi ốm đau đi ra đi vào bệnh viện để cứu cho bản thân mình. Chúng tôi cũng rất là cảm ơn Đảng, Nhà nước, chính sách đã tạo điều kiện cho chúng tôi được hưởng cái thẻ bảo hiểm này để cho chúng tôi mỗi khi ốm đau chúng tôi đi viện nó còn có cái căn cứ để cho chúng tôi được hưởng về cái quyền lợi. Đà Bắc là huyện vùng cao của tỉnh. Tổng diện tích tự nhiên trên 77.976 ha, trong đó diện tích đồi núi chiếm tới 83%. Điều kiện tự nhiên bất lợi cùng với trình độ dân trí không đồng đều là nguyên nhân chủ yếu khiến tỷ lệ hộ nghèo của huyện còn cao. Tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện còn 23,75%.
Hiện nay trên địa bàn huyện có 100% số xã đang được hỗ trợ cấp thẻ bảo hiểm y tế từ ngân sách nhà nước cho vùng đặc biệt khó khăn. Với việc thông tuyến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đến tuyến tỉnh và tuyến trung ương trong phạm vi cả nước đối với người thuộc hộ gia đình nghèo và người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người có thẻ bảo hiểm y tế trong việc tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng cao. Để được sự hỗ trợ của Đảng và Nhà nước thì hàng năm các cơ quan liên quan, các phòng ban thì đặc biệt là bên phòng lao động thương binh xã hội đã phối hợp với cơ quan bảo hiểm và các ủy ban các xã thị trấn rà soát và được những cái quyền lợi khi mà phần nào đó để cho các đối tượng nghèo được đi khám chữa bệnh những cái dịch vụ và những cái quyền lợi khám chữa bệnh được tốt nhất. Những chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người nghèo vùng đặc biệt khó khăn đang mang lại những hiệu quả rõ rệt, giúp người nghèo vươn lên thoát nghèo. Cùng với việc các hộ nghèo được hỗ trợ cây trồng vật nuôi phát triển kinh tế, con em được đến trường học tập. Đây cũng chính là lý do giúp người được thụ hưởng các chính sách an sinh của Đảng, Nhà nước nâng cao chất lượng cuộc sống là cơ sở để khẳng định không ai bị bỏ lại phía sau. Phần tiếp theo của chương trình thời sự hôm nay, giáo dục giới tính, biện pháp hiệu quả bảo vệ trẻ em không bị xâm hại. Hòa Bình nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch. Thưa quý vị và các bạn, theo các chuyên gia giáo dục tâm lý, lá chắn được xem là hữu hiệu để giải quyết vấn đề bảo vệ trẻ em không bị xâm hại chính là trang bị cho con kiến thức về giới tính, sức khỏe sinh sản cũng như các kỹ năng cơ bản để trẻ bảo vệ mình trước các nguy cơ xâm hại ngoài cuộc sống. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Dù rất bận công việc nhưng chị Bùi Thị Phúc tại xóm Minh Thành, xã Yên Trị, huyện Yên Thủy luôn dành thời gian giáo dục giới tính cho con trai. Khi mà năm học tới, con trai chị sẽ học lớp 6 và bước vào tuổi dậy thì. Hai mẹ con chị thường bắt đầu các buổi nói chuyện về giới tính thông qua những tờ rơi minh họa về cách phòng tránh xâm hại tình dục ở trẻ em. Vấn đề giới tính giữa chị và con được trao đổi khá thoải mái. Điều chị Nhung lo lắng nhất hiện nay đó là sự phát triển của Internet, mạng xã hội đặt ra nhiều nguy cơ xâm hại trẻ em trên môi trường mạng. Nhiều trò chơi, phim ảnh có tính chất bạo lực khiêu dâm, tác động xấu tới nhận thức và hành vi của con trẻ. Nói chung là lúc nào cũng phải ý thức cho con cái vấn đề là giới tính, là không cho người lạ là đụng chạm vào cơ thể của mình. Những cái phần nhạy cảm để cháu ý thức được là từ bây giờ là cháu cũng đã ý thức được những cái vấn đề về giới tính đấy. Xã Yên Trị có trên 1.900 trẻ em dưới 16 tuổi. Nắm bắt được số lượng lớn trẻ cần được trang bị kiến thức về giáo dục giới tính, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã thành lập các nhóm an toàn cho phụ nữ và trẻ em, mô hình chi hội phụ nữ không có bạo lực gia đình, bạo lực và xâm hại trẻ em để tuyên truyền tới các bậc cha mẹ sớm nhận ra việc giáo dục giới tính cho con em mình, tạo cho trẻ sự tự tin dù thuộc giới tính nào, giúp trẻ sống hòa nhập, bình đẳng trước bạn bè, gia đình và xã hội. Ngoài ra, việc cha mẹ ý thức giáo dục giới tính sớm cho con giúp trẻ nhận ra được sự khác biệt giữa hai giới, từ đó có hướng phát triển phù hợp với giới tính của mình một cách tự nhiên. Mỗi lần con đi học về là mẹ con hàn huyên tâm sự với nhau, là tôi cũng dạy con là tránh những cái cám dỗ của người lạ, dụ dỗ là đi chơi hoặc là cho bánh kẹo hoặc là đi lên xe, thì tôi cũng nhắc nhở con và mẹ con để tâm sự với nhau. Những cái trường hợp mà không may hạn hữu mà xảy ra đối với bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em ấy, đặc biệt là cái xâm hại trẻ em thì hội phụ nữ là phải trước tiên là phải có mặt đến để chia sẻ, động viên và tuyên truyền và tuyên truyền cái hộ gia đình đó là không được giấu mà khai báo tới cơ quan chức năng để kịp thời giải quyết. Các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Yên Thủy đã và đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chính quyền địa phương, các tổ chức liên quan vào cuộc quyết liệt kiên trì với mục tiêu bảo vệ quyền lợi của trẻ em. Nhờ đó, trong 2 năm liên tục, từ 2018 đến 2020, toàn huyện Yên Thủy không có bất kỳ vụ xâm hại trẻ em nào xảy ra. Để nâng cao trách nhiệm của cộng đồng trong việc ngăn chặn, đẩy lùi, phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em,
Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Yên Thủy tiếp tục đổi mới tuyên truyền phổ biến giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ trẻ em trên địa bàn. Và tham gia các cái đoàn giám sát về luật pháp chính sách liên quan đến phụ nữ và trẻ em, trong đó có vấn đề về phòng chống xâm hại trẻ em. Thế thì tham gia cái cuộc các cái cuộc giám sát này thì chúng tôi cũng sẽ tích cực chủ động có những cái ý kiến phản hồi, có những ý kiến kiến nghị đối với đối tượng giám sát để trong cái thời gian tới thì cái việc thực hiện pháp luật chính sách liên quan đến phòng chống xâm hại trẻ em này sẽ được thực hiện tốt hơn. Bên cạnh sự nghiêm minh của pháp luật, các gia đình và cộng đồng xã hội cũng cần phải nâng cao hơn nữa vai trò trong việc quản lý, chăm sóc và giáo dục trẻ nhỏ. Đặc biệt vai trò của người bố, người mẹ là vô cùng quan trọng. Dù có bận bịu đến mức nào, các bậc phụ huynh cũng nên dành thời gian chia sẻ với con cái, giáo dục và hướng dẫn các con kỹ năng cơ bản trong giao tiếp và kỹ năng tự bảo vệ mình. Xin được chuyển sang một số thông tin quốc tế. Bộ Y tế Brazil vừa thông báo số ca tử vong do COVID-19 tại nước này đã vượt 500.000 trường hợp. Như vậy, Brazil đã trở thành nước thứ hai trên thế giới vượt mốc 500.000 người tử vong do COVID-19 sau Mỹ. Theo Bộ Y tế Brazil, trong 24 giờ qua, nước này đã ghi nhận thêm 20.483 ca mắc COVID-19 và hơn 1.400 trường hợp tử vong, nâng tổng số ca bệnh từ đầu dịch đến nay tại Brazil lên hơn 17,8 triệu người, trong đó có trên 500.000 trường hợp tử vong. Trong tuần qua, số ca nhiễm mới theo ngày được ghi nhận tại Brazil vẫn ở mức trung bình khoảng 70.000 ca, trong khi tỷ lệ tử vong trung bình là gần 2.000 người. Đây được coi là một trong những thời điểm tồi tệ nhất mà Brazil đang phải trải qua kể từ khi đại dịch COVID-19 xuất hiện vào tháng 2 năm 2020. Giới chuyên gia bày tỏ lo ngại Brazil có thể phải hứng chịu làn sóng thứ 3 của đại dịch COVID-19 trong thời gian tới do chương trình tiêm chủng được triển khai một cách khá chậm. Ngày 20 tháng 6, chính phủ Nhật Bản quyết định dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp để phòng chống dịch COVID-19 đối với thủ đô Tokyo và 8 tỉnh khác. Chỉ có tỉnh Okinawa sẽ tiếp tục duy trì biện pháp này cho đến hết ngày 11 tháng 7. Động thái này diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn tiếp tục phủ bóng đen lên Olympic Tokyo. 7 trong số 9 tỉnh trên, bao gồm cả Tokyo và Osaka, sẽ thay thế tình trạng khẩn cấp bằng các hạn chế tập trung bắt đầu từ ngày 21 tháng 6. Trong các khu vực hạn chế tập trung, nhà hàng và quán rượu đáp ứng được các quy định phòng dịch sẽ được phép mở cửa đến 19 giờ tối. Ở thủ đô Tokyo, rượu có thể được phục vụ cho những khách hàng đi một mình hoặc theo nhóm 2 người và ở lại không quá 90 phút. Chính phủ Nhật Bản đang hợp tác chặt chẽ với các tỉnh để đảm bảo tuân thủ những quy định phòng dịch vì dịch bệnh có thể lây lan ở những nơi phục vụ đồ ăn và thức uống. Chính phủ Nhật Bản cũng nhận định việc triển khai tiêm chủng vốn được coi là chìa khóa để kiềm chế dịch bệnh bùng phát cần được đẩy nhanh. Hoạt động tiêm chủng tại nơi làm việc sẽ bắt đầu được tiến hành vào ngày 21 tháng 6. Ứng cử viên có quan điểm cứng rắn, thẩm phán Ebrahim Raisi vừa giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử Tổng thống Iran. Dưới sự lãnh đạo của ông Raisi, giới phân tích cho rằng Iran sẽ chuyển sang lập trường cứng rắn hơn đối với các nước phương Tây. Ông Raisi đã giành được 62% số phiếu ủng hộ trong cuộc bầu cử tổng thống ông sẽ nhậm chức vào tháng 8 tới. Thẩm phán có quan điểm bảo thủ Ebrahim Raisi dự kiến sẽ thay đổi chính sách tìm kiếm đối thoại với phương Tây hiện tại của Tổng thống Hassan Rouhani. Ông Raisi bày tỏ quyết tâm sẽ làm hết khả năng của mình để thực hiện nghĩa vụ đối với người dân Iran. Ông Raisi cũng cho biết sẽ duy trì thỏa thuận hạt nhân với các cường quốc trên thế giới. Năm 2018, chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân. Mỹ và Iran đã tổ chức các cuộc đàm phán gián tiếp nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân kể từ tháng 4, tuy nhiên ông Raisi đã cam kết sẽ không nhượng bộ dễ dàng. Ngày 19 tháng 6, Australia cho biết sẽ nộp đơn khiếu nại lên Tổ chức Thương mại Thế giới WTO về mức thuế chống bán phá giá của Trung Quốc đối với rượu vang nhập khẩu từ Australia. Chính phủ Australia nhấn mạnh quyết định trên nhằm bảo vệ các nhà sản xuất rượu của Australia và phù hợp với sự ủng hộ của chính phủ đối với hệ thống thương mại dựa trên quy tắc. Tuy nhiên, Australia vẫn để ngỏ khả năng thảo luận trực tiếp với Trung Quốc để giải quyết vấn đề này. Mối quan hệ thương mại giữa Australia và Trung Quốc ngày càng xấu đi khi Trung Quốc liên tục đưa ra các quyết định áp thuế cao đối với hàng hóa Australia. Mới đây nhất, Bộ Thương mại Trung Quốc thông báo áp đặt các mức thuế chống bán phá giá dao động từ 116,2% đến 218,4% đối với rượu vang Australia nhập khẩu có hiệu lực trong 5 năm tới. Lái một chiếc xe hơi thể thao trên mặt nước, việc này có vẻ như khó có thể xảy ra, nhưng lại đang diễn ra tại các bãi biển ở Ai Cập. Cuối phần tin hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu về những chiếc xe hơi độc đáo này.
Những chiếc thuyền máy hình dáng giống ô tô được chế tạo bởi 3 người Ai Cập. Cho đến nay họ đã chế tạo được 12 chiếc. Một trong những nhà phát minh cho biết những chiếc xe này được sản xuất chủ yếu bằng vật liệu địa phương. Chúng tôi đã tìm được những nguồn cung thực sự tốt ở Ai Cập và sản xuất chúng. Như bạn có thể thấy, sản phẩm này là của người Ai Cập. Nó được người Ai Cập chế tạo bằng vật liệu từ Ai Cập, chỉ có động cơ là của Nhật Bản. Những chiếc xe có thể lái được trên mặt nước cũng được giao bán với mỗi chiếc có giá từ 19.000 đến 44.000 đô la Mỹ. Amin và những người bạn của mình cũng có kế hoạch xuất khẩu xe ra thị trường nước ngoài. Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, lượng khách đến lưu trú tại các điểm du lịch trên địa bàn giảm nhiều so với năm 2019. Để các khu điểm du lịch trở thành những điểm đến lý tưởng khi dịch bệnh được kiểm soát, các địa phương điểm du lịch đã xây dựng kế hoạch kết nối tour tuyến kích cầu du lịch. Đặc biệt với tiềm năng về phát triển du lịch, các địa phương đã chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch. Phản ánh của phóng viên Thời sự. Điểm du lịch cộng đồng Đá Bia, xã Tiền Phong, huyện Đà Bắc từ lâu đã là điểm đến cho du khách thích khám phá, trải nghiệm về nét đẹp, giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc Mường. Với lợi thế cảnh quan tự nhiên và giá trị văn hóa bản địa đã tạo đà cho phát triển du lịch sinh thái lòng hồ và du lịch văn hóa. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, lượng khách nước ngoài đến với các điểm du lịch đã giảm mạnh. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian nghỉ do dịch, các hộ đã đầu tư sửa chữa, xây dựng thêm các phòng nghỉ, đổi mới nâng cao các dịch vụ du lịch. Đồng thời, để khôi phục du lịch, các homestay đã chủ động kết nối với các đơn vị lữ hành, xây dựng điểm đến du lịch trải nghiệm cho khách nội địa. Đổi mới về cái thu tiếp đón khách thì tôi cũng rất là phấn đấu làm thế nào để nâng cao cái khu ở với là cái nhà ở cho nó nề nếp sạch sẽ hơn, cải tạo những cái khung cảnh, cái view, trồng những cái nhiều cái cây cảnh cho để là khuôn viên của nhà mình. Với việc phát triển đa dạng các loại hình du lịch, tỉnh Hòa Bình đã đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng du lịch và thu hút các doanh nghiệp tập trung chủ yếu xây dựng các khu điểm du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, khách sạn, khu vui chơi giải trí. Tuy nhiên, năm 2020 và những tháng đầu năm nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, lượng khách đến tham quan trải nghiệm giảm mạnh. Để phát triển ngành du lịch dịch vụ thì không chỉ dựa vào truyền thông hay quảng bá hình ảnh, mà cần phải tập trung vào việc nâng cao chất lượng các dịch vụ. Nâng cao số lượng khách du lịch quay trở lại sẽ là một trong các chiến lược quan trọng nhằm góp phần đạt mục tiêu đón khách năm 2021. Theo thống kê, toàn tỉnh có gần 4.000 lao động làm việc trong lĩnh vực du lịch, số lượng người làm việc trực tiếp chiếm trên 85%. Vì vậy, công tác đào tạo nghề, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch đã và đang được tỉnh quan tâm. Sở cũng đã có kế hoạch tổ chức các đợt tập huấn nhằm nâng cao nhận thức về phòng chống dịch cũng như là nâng cao các kỹ năng về nghiệp vụ du lịch khách sạn cho các đối tượng lực lượng lao động trong ngành du lịch nhằm đảm bảo là vừa phòng chống dịch vừa đảm bảo nâng cao chất lượng dịch vụ để phục vụ tốt nhu cầu của du khách. Sẽ có những cái đợt nắm bắt tình hình như là kiểm tra cái việc phòng chống dịch COVID cũng như là tổ chức các hoạt động nhằm kích cầu du lịch ở tại các địa phương. Với mục tiêu phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tỉnh Hòa Bình sẽ nâng cao năng lực và chất lượng đào tạo các kỹ năng nghề du lịch đáp ứng yêu cầu hội nhập, đặc biệt có sự phối hợp giữa địa phương doanh nghiệp trong đào tạo kỹ năng làm du lịch, góp phần thay đổi tư duy, có cách làm du lịch hay tại địa phương, thu hút du khách nội địa khi dịch COVID-19 được kiểm soát. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình hôm nay cũng xin được kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể theo dõi trực tuyến chương trình trên smartphone hoặc xem lại qua địa chỉ website hoabinhtv.vn và trên kênh YouTube HBTV. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.